Hello các bác. Vâng, một đơn hàng nữa. Và đây là đơn hàng giá khoảng hơn 3 triệu nhé. Thì hôm trước ở trên kênh của em có một bác yêu cầu em mua một cái điện thoại cái điện thoại Xiaomi Redmi Note 8 ấy, mà bản màu đen. Thì thực sự là em đang rất cần cái chiếc máy này. Thế em có lên Shopee em tìm em mua thì nói thật với các bác, nói thật với các bác mà yêu cầu em phải xin lỗi, bởi vì là em không thích màu đen. Thế nên là em mua trắng, nhưng mà nếu mà bác có nhu cầu mua đen thì nó sẽ tương tự thôi nhá. Đây này, các bác phải lên Shopee các bác search nha. Redmi Note 8. Đây thì nó sẽ có rất là nhiều cái phiên bản. Đây này. Nó sẽ có một phiên bản 3250. Đấy nhá, thì giống như phiên bản em đang mua này, là người ta ghi là hàng nhập khẩu nhá. Hàng nhập khẩu đây. Đó. Đây này, 3240 này cũng là hàng nhập khẩu này, thì em mua là hàng nhập khẩu. Thì ở đây em phải giải thích cho các bác biết là hàng nhập khẩu là như thế nào. Và cái hàng đây, hàng này thì nó ghi là 4 triệu mấy này, là chính hãng. Thì chính hãng khác nhau như nào thì phải nói thật các bác, nếu các bác mua ở trên Shopee về ấy, thì nếu các bác biết về kỹ thuật, các bác có thể xem trên YouTube để các bác có thể cài ROM, thì các bác hãng mua hàng nhập khẩu. Còn nếu mà các bác mà không biết cài thì tốt nhất là các bác nên mua hàng quốc tế nhé. Thì mình sẽ có tiếng Việt luôn, bởi vì hàng nhập khẩu nó sẽ không có tiếng Việt luôn. Còn nếu mà hàng nhập khẩu mua về mà có tiếng Việt luôn ấy, thì hàng đấy đã bị người ta bóc ra và cài rồi. Đó. Thế các bác lưu ý như vậy nhá. Và lần này em mua thì em chọn một đơn vị là còn nguyên siêu. Đắt hơn một chút, ok, không sao cả. Cả tiền ship em mua hình như là cái này là 3 triệu 300 bao nhiêu ấy. Cả tiền ship tất cả là 3 triệu 489 nghìn. Đó. Bởi vì em chấp nhận cái việc là em sẽ mua đắt để em được một chiếc máy nguyên siêu nhá. Em lưu ý các bác như vậy. Thế nên là hôm nay thì em sẽ mở hộp chiếc này cho các bác xem luôn. Cho các bác mà yêu cầu em mua chiếc màu đen thì các bác thông cảm, bởi vì em không thích màu đen, em mua màu trắng. Thì màu đen cũng tương tự thế thôi. Đấy, cứ mua chuẩn được như em là ok. Đây, bây giờ em sẽ mở hộp nhá. Em mua cho Shopee các bác này. Bây giờ em sẽ mở cho các bác xem nhá. Thì nó gói cái sản phẩm này nó còn nguyên siêu. Các bác mua về mà người ta đưa cho một cái hộp mà nó bé bé. Cái hộp này thì các bác lưu ý nhá, nó phải to. Bởi vì đã là còn nguyên siêu nguyên hộp ấy thì nó phải to, bởi vì là một lần em đã từng mua cho bạn em 3 cái liền. Nhưng mà nó gửi về cái hộp chỉ mỏng như này thôi. Móc ra bên trong chỉ có máy trần thôi, chẳng có hộp hết gì cả, và đấy là máy cũ. Đó. Đây. Đây các bác này. Đây nha. Redmi Note 8. Để xem nào. Đó, bên này thì nó uy tín rồi. Bên này thì em tin tưởng em mua. Em mua cũng vài lần nhiều thiết bị rồi. Đó, các bác nhìn đâu. Đó, Redmi Note 8 bản nhập khẩu. Thì các bác nên phân biệt bản nhập khẩu với cả bản chính hãng, nó khác nhau như này nhá. Nếu về nhà các bác mua về bản chính hãng ấy, như nếu về nhà mà các bóc ra là cái hộp màu xanh này ấy, thì chắc chắn với các bác đấy là hộp không chuẩn. Bởi vì hộp chính hãng nó sẽ là màu trắng. Nó sẽ là màu trắng, nó in hình chiếc Note 8 ở đây. Còn đây là một chiếc hộp của bản nhập khẩu thì nó sẽ là màu xanh này. Và các bác phải nhìn siêu nhá. Siêu này thì được đóng lại rất là nhiều, nhưng cái quan trọng là siêu xịn nó phải như này này. Và các bác nhìn nhá. Cái đường gân này rất là thẳng này. Là một là đường gân này rất là thẳng này. Rất là đều 2 mét rất là thẳng này. Các bác nhìn thấy không? Rất đều nha, bởi vì đóng lại sẽ rất khó bị được như này. Và bao giờ cái mục dán cái thông tin của máy ở bên cạnh này nó sẽ không có gân. Đó là siêu xịn, nó phải là như thế nhá. Và những cái đường gân lên mép thì nó sẽ thường thường nằm ở mép luôn. Và sẽ không, nhiều cái thì sẽ được gân nằm đây, nhiều cái được gân nằm đây, đấy là đóng lại. Còn gân xịn nó phải nằm ở mép như này. Đây này, nằm mép như này này. Hay nằm đúng mép như này này. Đó, các bạn nhìn không? Đây là một chiếc hộp có siêu xịn. Bởi vì sao? Bởi vì đơn vị này em đã mua rất nhiều rồi, rất tin tưởng rồi. Đó, thế nên em lại mua lại và em sẽ review rõ hơn cho các bác nhé. Tiếp nữa là các bác nhìn đây là hàng hàm nhập khẩu thì nó sẽ là nội địa Trung Quốc. Toàn là chữ Trung Quốc đây này. Đó, các bác nhìn thấy không? Đó, toàn chữ Trung Quốc. Là bây giờ em mở siêu nhá. Đây, siêu thì nó chỉ là lớp bi lông bên ngoài thôi, nhưng nó cũng phải chuẩn như bây giờ thì mới chuẩn là siêu xịn. Đây. Đó. Đấy, mở siêu ra này, các bác nhìn nhá. Nó sẽ đến một cái lớp một hộp như này. Đấy, chứ không phải đến máy luôn đâu nhá. Đây. Thì tem đằng sau này các bác chú ý là đây là phiên bản màu trắng này. Và có dung lượng là 4GB ở trong 64GB. Đó, số email của nó ở đây. Số email này phải trùng cái máy nhá. Đây, bây giờ em sẽ mở tiếp ra nhá. Đây, các bác nhìn thấy máy chưa? Đó, đến lớp máy nó sẽ đựng trong một cái túi rất cẩn thận như này. Và sẽ tất nhiên là sẽ không có vân tay hay không bị nhào nát gì cả. Bỏ máy sang một bên nhá. Đây. Tiếp nữa đến một lớp này, chúng ta sẽ lật tiếp này. Đó, sẽ đến tiếp là những phụ kiện. Ở đây nó sẽ có củ sạc nhanh. Thì hàng nhập khẩu nó sẽ theo sạc nhanh. Còn nếu mà hàng chính hãng của Izuo ở Việt Nam ấy, nó sẽ không phải là sạc nhanh nhé. Đó, đó là lợi thế như vậy. Và hàng nếu hàng Izuo chính hãng của Việt Nam ấy, thì thường chân sạc là chân tròn, là tiêu chuẩn sạc, là tiêu chuẩn ổ cắm tại Việt Nam. Còn đây là hàng nhập khẩu thì nó sẽ là chân dẹp ở nội địa Trung Quốc. Đó, các bác nhìn thấy không? Đây là sạc nhanh 3.0 này.
Đó là sạc nhanh luôn, còn hàng chính hãng Việt Nam sẽ là sạc thường hoặc là nhanh. Đầu sạc Type C nó sẽ giống nhau. Đấy, đầu sạc Type C rất mới như này nhá. Đó, đây là chiếc máy này. Tiếp nữa ở trong cái hộp này, thì trong cái hộp này nó sẽ có là que nạp SIM là 1, ốp lưng là 2, ốp lưng trong suốt và một số sách hướng dẫn sử dụng cũng như là giấy bảo hành của Trung Quốc ở đây. Đây chúng ta sẽ bỏ qua, quan trọng nhất là máy thôi. Đấy nhá, máy sẽ được đựng trong cái túi như này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ rút ra này. Nguyên SIM nó phải như thế. Đấy nhá, đầu tiên là cái lớp SIM mặt ở trên màn thì các bác có thể nhìn thấy nhá. Nếu mà hàng chính hãng sẽ in rất là nhiều thông tin bằng tiếng Anh ở đây, còn hàng sách tay, hàng nội địa Trung Quốc nó chỉ in mỗi chữ Redmi by Xiaomi đây thôi. Đây, logo của nó màu cam này và dán rất là đẹp. Bóc ra thì dán lại sẽ không thật đẹp như này đâu. Đó, thế là phải đẹp như này các bác nhá. Đó là chuẩn nguyên SIM. Lập đằng sau lưng này. Thông tin là có thể dùng được 2 SIM và 2 thẻ nhớ, được 1 2 SIM và 1 thẻ nhớ này. Đó, có cái tem này. Và bao giờ cũng sẽ có một cái tem là tem của Viễn thông Trung Quốc này. Cái tem này thì bị làm fake nhiều nhưng chắc chắn là phải có cái tem này nhá. Nếu không có cái tem này thì không phải chuẩn này. Tiếp nữa là chúng ta sẽ nhìn thấy email. Các bác nhìn thấy email nhá. 4551 này. Đây. Trùng email chưa? Trùng email này. Thấy chưa? Trùng email nhá. Số CMB cũng trùng nhá. CMB ở đây, ở dưới này cũng trùng nhá. Đó, đã hàng nội địa Trung Quốc là phải như thế. Và em khuyên các bác, nếu các bác biết chạy phần mềm hoặc là trên YouTube người ta hướng dẫn đấy ấy, thì các bác có thể xem YouTube nó chạy phần mềm thì các bác nên mua hàng này, bởi vì là hàng nội địa Trung Quốc thì em cảm giác nó xịn hơn, với lại cả theo sạc nhanh, với cả là rẻ, quan trọng là rẻ đúng không? Đó, Redmi Note 8 như này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bật lên để xem thử. Đó, thì đây là lần đầu tiên mà kênh của em mua một chiếc điện thoại xịn, thế nên em tự tin để em nói với các bác, bởi vì em biết mà, em đã từng mua rồi nên rất là biết rõ về chiếc điện thoại luôn, em tự tin nói các bác nha. Đó, các bác nhìn nha. Đấy, mới thì tất nhiên là sẽ không một vết xước nào rồi. Xoay kỹ vào. Đó. Thế là bác nào có nhờ em mua về review thì các bác có thể là comment ở bên video của em sẽ đưa đường link cho các bác. Để các bác lên trên đấy các bác chọn đúng cái đường link mà em có cái shop ấy, thì các bác có thể vào đấy các bác mua cho chuẩn. Còn nếu mà không thì em sẽ gửi đường link mà bản quốc tế cho, phiên bản đi cho, để mua được sao được chuẩn nhất, được cái shop uy tín nhất. Đó nha, thì khi vào thì nó sẽ có ngôn ngữ, nó chỉ có tiếng Trung, tiếng Anh và một số cái ký tự tiếng mà em nghĩ có lẽ là Tây Tạng hay gì đó ở đây, bởi vì là đây chỉ bán là thị trường nội địa Trung Quốc thôi, cho những cái vùng tại Trung Quốc thôi. Đó, tiếp tục này, bỏ qua này. Đó, chúng ta sẽ bỏ qua hết để vào bên trong luôn xem như thế nào nha. À, đây chọn ngôn ngữ sáng đi, bởi vì em thích ngôn ngữ sáng. Rồi chọn nút đi vào. Đó, rất dễ thôi, một chiếc điện thoại xịn đúng không? Đó, đó, các bạn nhìn nhá. Này, bây giờ em sẽ bóc thử cái siêu cho các bạn xem. Bóc ra nhá, dán không giờ lại đẹp được như cũ nữa. Đó, màn hình chỉnh hết độ sáng lên. Đấy, các bạn nhìn nhá, không có Google Play này, không có tiếng Việt này, bởi vì là Trung Quốc người ta không dùng, không được dùng Google. Thế nên sẽ không có dịch vụ Google, không có tiếng Việt, nhưng mà người ta sẽ có một cái chợ là chợ Mi Store, ở đây là chợ của Xiaomi. Đó, thì chúng ta có thể vào đây để kết nối mạng, chúng ta download Google Play về cũng được. Đây, vào trong phần cài đặt nha, xem có đúng rồi nha. Đây này, vào My Device. Đây là chúng ta có dung lượng là 64GB đúng không bác? Đó, 64GB chuẩn nha. Vào tất cả thiết bị này, đó, 4GB RAM này, ok chuẩn nha. 64GB, còn chống 43GB để sử dụng. Ok, ở đây chúng ta sẽ xem số email. Đây, số email trên máy nha. Các bạn nhìn nhá. 4451. Đấy, xoay lại là nữa cái vỏ này, cái hộp này. Xem trùng email không, phải trùng email mới là chuẩn. Đấy, 4451 nha. Đó, chuẩn chưa? Đó, camera thứ này. Đây là một trong những cái sản phẩm mà em phải nói thật với các bác là giá rẻ và đáng tiền mua nhất. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì nó sử dụng Snapdragon, CPU là Snapdragon 665. Chơi game thì khỏi là phải suy nghĩ rồi, chơi được cũng cần được tương đối là nhiều loại game. Camera thì rất cao. Đây, camera thì gồm có 4 camera mà lên đến 48 megapixel cơ. Lại có cả AI camera luôn. Đó, rất là hiện đại. Có vân tay đằng sau luôn. Pin lại 4000, sạc nhanh, rất nhanh đầy, rất là bền pin. Đó, là một trong những sản phẩm xứng đáng để các bác xuống tiền để các bác mua nhá. Thế nên là bác nào mà có nhờ em mua sản phẩm này màu đen ấy thì các bác cứ comment ở bên dưới, em sẽ gửi link cho bác để bác mua. Bản gọi là nội địa nhỉ, bản nhập khẩu ấy. Hoặc là nếu mà còn bản chính hãng hoặc là tư vấn nhà thì bác cứ để comment ở bên dưới để em tư vấn lại nhá. Đó, bác nào mà có nhu cầu mà mua sản phẩm nào khác thì các bác cứ comment, em có điều kiện em sẽ mua cho bác trước để tìm được những chỗ uy tín nhất để mình mua ở cho yên tâm.
Đó, cảm ơn các bác xem clip nhá. Chào tạm biệt các bác. Bye bye.